Xin chào các bạn, it's me Britannia Karma. Các bạn yêu khỏe không? Hello các bạn yêu, hôm nay tôi muốn tâm sự với các bạn. Bình thường phải uống cà phê đúng không? Nhưng mà tâm sự với trà sữa còn ngon hơn nữa. Các bạn yêu ơi, cuộc sống, mình sống để làm gì? Mình sống để mình trong gia đình, mình yêu thương chồng và gia đình và cuộc sống thì tiền quan trọng, nhưng mà sống mỗi vì tiền đúng không thì không đúng. Có ít tiền quá thì mình cũng phải chịu khó đi làm thôi, nhưng mà nếu mà sống mỗi vì tiền thì không tốt. Đừng ác với người ta, đừng nói xấu người ta, đấy là cuộc sống là vậy đấy. Tôi học như vậy, gia đình của tôi bố mẹ cứ bảo là con luôn luôn sống đúng, sống đúng cũng là con may trời cho con cái tự tin như vậy. Bố mẹ đến bây giờ không biết ở đâu ra. Nhưng mà con rất chi là tự tin. Tự tin và con biết làm cho người khác tự tin nữa. Con cứ chịu khó khen bạn đi, chịu khó khen người con quen, để người khác cũng tự tin, tại vì không phải ai cũng tự tin như con. Tôi cứ sống như vậy rồi sau khi đó tôi cũng mệt lắm rồi. Mệt lắm rồi. Không thể mệt hơn nữa. Đến độ tôi không biết nói làm sao nữa. Vì sao? Tôi sống khen. Tôi hồi xưa còn bán hàng cho gia đình có nhà hàng thì tôi là chuyên người lấy tiền, rồi sau khi đó chào khách nữa. Tôi béo nhưng mà tôi có duyên lắm đấy nhé. Cho mình xin phép tự khen hôm nay một cái, bởi vì tôi mệt lắm. Cái lúc mà tôi chưa có bạn trai, chưa có chồng, người ta cứ bảo là sao em dễ thương thế. Rồi sau đó còn kiểu xin số điện thoại với các thứ. Nghĩ là tôi tán cái thằng dở, mấy thằng dở hơi ấy, vì tôi ngọt với người ta ấy. Hiểu lầm ấy. Đấy, mình phụ nữ cũng khó khổ cực kỳ luôn. Lịch sự quá người ta cũng sẽ hiểu lầm ấy, là người ta mình muốn tán ấy. Tôi không khát nước đến độ mà tôi cần đàn ông. Nhưng mà đấy là một chuyện khác rồi. Tôi chỉ có muốn nói là thỉnh thoảng tôi ngọt quá rồi sau đó tôi cũng khổ lắm đấy. Tôi mệt và khổ lắm vì cái chuyện đấy rồi. Có một ngày ở Frankfurt tôi hồi xưa sống, tôi đi làm, hồi xưa tôi đi làm nhà hàng giúp đỡ. Đến 23 giờ tôi mới nghỉ làm. Rồi sau khi đó có một cái người ăn xin. Anh đấy xin Kama 1-2 đô la đấy. Rồi Kama lúc đó có nước luôn, sau đó Kama đưa tiền và cho nước. Rồi biết sao không? Cả tháng luôn thằng anh đấy, không phải thằng đấy, anh đấy theo Kama đến tận nhà luôn. Rồi sau đó nếu mà Kama quay lưng sau, sau đó anh cứ đó cứ trốn ở sau cây luôn đấy. Kama phải gọi cảnh sát, rồi sau đó còn phải gọi chú để bảo vệ Kama đấy. Sau đó cứ phải bắt người ta dẫn Kama về vì Kama ngọt quá. Mệt lắm. Rồi kệ, đấy là chuyện cũ đúng không? Nhưng mà tôi hôm nay phải nói cho các bạn biết. Tôi bây giờ không biết làm sao nữa. Tôi bó tay rồi. Bó tay rồi. Mẹ của bạn trai tôi bây giờ sẽ gọi là mẹ chồng. Bởi vì các bạn đã biết rồi đấy. Nếu mà chưa có chồng hay là chưa có bạn trai, nếu mà mình còn trẻ trâu, chưa có người yêu, vậy mình còn trẻ ấy, mình cứ nghĩ là phải có nhẫn, phải có đám cưới và anh ấy phải tán mình, rồi sau đó phải làm tất cả cho mình luôn. Cuộc sống thật không phải là vậy đâu. Cuộc sống thật là anh ấy dở hơi sẽ vào cuộc sống của mình, rồi sau đó coi như là hai người bựa giống nhau, chấp nhận mình sẽ cưới là xong thôi. Mẹ chồng của tôi xong, mẹ chồng của tôi khác Kama, không nói nhiều, ít khi nói lắm, nhưng mà cực kỳ dễ thương, cực kỳ để ý, cực kỳ dễ thương luôn. Không, ở thế giới này tôi không biết ai không thích mẹ chồng của tôi. Nhưng mà tôi phải nói thật sự đấy, mẹ của tôi là người châu Phi. Tại vì bạn trai của tôi rõ ràng là sô-cô-la, các bạn đã biết rồi. Và tôi chuyên gia khen mẹ chồng tôi. Mẹ ơi, mẹ xinh, mẹ ơi, con thương mẹ, con yêu mẹ. Đấy là thật, không phải là mỗi khen. Nhưng mà cái lúc mà mẹ tôi mới làm tóc xong đấy, tại vì châu Phi có tóc khác,
tóc xoăn, không phải như mình. Con người châu Phi tóc nó xoăn xoăn mà nhỏ xíu à. Bởi vậy người châu Phi hay chịu khó đeo tóc giả, y hệt như Kha mà luôn tôi chuyên ra đeo tóc giả, các bạn đã biết mà. Rồi sau khi đó tôi khen, cái lúc mà mẹ tôi mới làm tóc xoăn mới đấy. Tôi khen, ô mẹ ơi mẹ đeo cái tóc này xinh thế, con thích nhất là nếu mà mẹ làm cái tóc như vậy. Chết tôi luôn, chết cha luôn. Mẹ tôi từ châu Phi quay lại 3 tháng rồi sao đã mang quà. Mang cho tôi y hệt cái tóc như vậy luôn cho các bạn xem. Bây giờ tôi không biết làm sao. Bây giờ tôi còn sống với mẹ nhé. Nếu mà không đeo thì mẹ tôi sẽ buồn. Nhưng mà nếu mà tôi đeo thì người ta sẽ cười. Bây giờ tôi sẽ đeo cho các bạn xem. Đừng nói trước, dám cười mà chết với tôi sẽ tát đấy. Tôi hôm nay muốn chỉ cho các bạn là cái vấn đề của tôi đấy, là không, tôi thương mẹ tôi mà tôi sai một cái là tôi khen cái tóc đấy, và bây giờ mẹ tôi mua cái tóc y hệt như lại để hai mẹ con nhìn giống nhau. Khỏi cần nói, khỏi cần nói, coi thôi, coi rồi sao ra biết. Các bạn yêu ơi, thôi cười cũng không sao, tôi tự không chịu nổi được nữa, tôi lệch đến mấy bên rồi, tôi làm như này rồi, rồi sau khi đó tôi kéo xuống, tôi buộc tóc lên rồi và cái gì cũng không hợp. Tôi không biết làm sao bây giờ. Cuối cùng tôi nhìn y hệt giống mẹ tôi luôn. Đấy. Rồi sao bây giờ? Xin lỗi. Các bạn yêu ơi, tôi mệt lắm rồi. Bây giờ các bạn giúp đỡ tôi một cái. Tôi có đủ người ta quen đây. Bây giờ các bạn, tôi xin phép, tôi xin các bạn nói cho tôi biết là bây giờ các bạn sẽ làm gì. Các bạn của thân của tôi nói là chịu khó cứ chụp ảnh mấy vài hình là sau đó đeo cái tóc giả đi. Tôi sống chung với mẹ tôi không thể giả vờ tôi đeo được, tôi phải đeo thật đấy. Bây giờ tôi đeo thì bây giờ làm sao? Nhé, tôi xin các bạn nếu mà các bạn biết bây giờ làm sao thì xin nhắn cho tôi và viết ở comment tôi sẽ làm gì. Ôi tôi mệt lắm, toát hết cả mồ hôi luôn. Nói xong cũng mệt luôn đấy. Tôi nghĩ mỗi đến đổ đến... Thôi kệ biết sao. Tôi sẽ đeo thôi. Thương mẹ mà. Kệ, xấu hổ, kệ mẹ. Kệ người ta cười hay không. Cảm ơn các bạn yêu, ít nhất mình đã tâm sự được một chút đấy, nói chuyện một chút, thỉnh thoảng mình chỉ có cần người để nói thôi. Chứ nếu mà mình lớn tuổi mình khổ, nhưng mà mình chỉ có ít nhất cần người để nghe thôi, chứ chả xử lý được cái đéo gì cả, đúng không? Ok các bạn yêu ơi, tôi mong các bạn hôm nay có một tuần rất chi là vui vẻ. Happy week and I love you nha các bạn, bye.